Sáng nay, tại thành phố Vĩnh Long, Cục Thông tin cơ sở Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở trong tỉnh Vĩnh Long. Trong 2 ngày tham gia lớp tập huấn, 140 đại biểu là cán bộ thuộc Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, huyện, thị xã, thành phố, Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh được nghe triển khai hai chuyên đề về thông tin tuyên truyền về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, tác hại của thuốc lá và hút thuốc lá thụ động, lợi ích của môi trường không khói thuốc và được hướng dẫn kỹ năng viết, biên tập tin bài tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá và cách xây dựng bản tin phát thanh theo xu hướng hiện đại. Hội nghị tập huấn nhằm trang bị, bổ sung thêm những thông tin về phòng chống tác hại của thuốc lá, cách lựa chọn và khai thác thông tin, xây dựng bản tin theo hướng hiện đại trong tuyên truyền về vấn đề này. Qua đó nâng cao chất lượng và phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và cách phòng chống tác hại của thuốc lá.